Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Ryan. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 3, Unit 3, Ryan 3, Project Time 3, trang 65 nhé. Rồi bài này là tạo ra một cái tấm áp phích nói về ăn uống mạnh khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cột: unhealthy food drink, tức là đồ ăn đồ uống mà không mạnh khỏe. Và bên này là đồ ăn đồ uống mà có lợi cho sức khỏe nhá. Healthy là mạnh khỏe, unhealthy là không mạnh khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái poster như sau. Bây giờ những cái nhóm đồ ăn đồ uống mà không mạnh khỏe, chúng ta sẽ có chocolate là sô cô la, candies là kẹo, cakes là bánh, coke là nước ngọt á, soft drink là nước uống có ga, nước ngọt, coffee là cà phê, sugar là đường. Rồi còn những cái nhóm mà đồ ăn có lợi cho sức khỏe, chúng ta có vegetable là rau, fruit trái cây, vegetable rau củ, milk là sữa, juice là nước ép, yogurt là sữa chua, cereal là ngũ cốc, water là nước, seafood là hải sản. Đó, chúng ta có thể làm một cái bảng như vậy nhé. Rồi xuống dưới đây là gì? Chúng ta sẽ trình bày sử dụng cái poster trong cái exercise 1, và sau đó và những thông tin từ cái bài mà ăn hướng dẫn ăn uống khỏe mạnh để mà trình bày thuyết trình về cái thói quen ăn uống mạnh khỏe hoặc không mạnh khỏe trên với lớp. Rồi chúng ta xuống cái phần value giá trị này, healthy eating habit. Qua bài này chúng ta sẽ có được những cái thói quen ăn uống mạnh khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ tích vào những cái câu mà đúng về bạn nha. Rồi, cái chế độ ăn uống của bạn mạnh khỏe như thế nào? How healthy is your diet? How healthy is your diet? Chế độ ăn uống của bạn mạnh khỏe như thế nào? Câu số 1, I eat lots of fruit. I eat lots of fruit and vegetable. Tôi ăn rất nhiều trái cây và hoa quả. Cái này ăn nhiều là tốt này. Bạn nào ăn nhiều thì tích vào. Không ăn thì không tích. Rồi, sang câu số 2, I drink 6 to 8 glasses of water or juice a day. Tôi uống 6 đến 8 ly nước một ngày, hoặc là một nước hoặc là nước ép một ngày. Cái này là tốt này nha. I eat potato, rice or bread with every meal. Tôi ăn khoai tây, cơm hoặc là bánh mì mỗi bữa ăn. I eat beans or fish 3 times a week. Tôi ăn đậu hoặc cá 3 lần một tuần. Tôi ăn phô mát, sữa chua mỗi ngày. Cái này tốt nè. Tôi không uống nước ngọt. Sai rồi, cái này ngày nào chả uống hay uống nước ngọt ha. Tôi không có ăn nhiều khoai tây, bánh quy và sô cô la. I don't eat a lot of fast food. Tôi không có ăn nhiều đồ ăn nhanh. Đồ ăn nhanh là những cái món hamburger, hot dog đó. Rồi từ 0 tới 2 á là chế độ, câu 1, câu 2 á là chế độ ăn uống rất là your diet is very unhealthy. Đây là chấm điểm 3 đến 5 điểm. Your diet is healthy. Chế ăn uống của bạn là mạnh khỏe. 6 tới 8 điểm là gì? Your diet is very healthy. Okay.